Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh Tung Tăng Khám Phá của Sunny. Lời đầu tiên thì Sunny cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, ủng hộ, theo dõi kênh Tung Tăng Khám Phá trong suốt thời gian qua. Hiện tại thì xe của Sunny đang di chuyển trên khu vực dốc Lầu Ông Hoàng hướng ra khu vực Mũi Né các bạn nhé. Ngày hôm nay Sunny cũng xin chia sẻ với các bạn có lái xe đi du lịch Mũi Né thì mình chú ý cái đoạn đường này. Ở đoạn đường này thì xuống dốc liên tục mà giới hạn tốc độ thì chỉ được 50 km/h thôi các bạn nhé. Các bạn có thể thấy đoạn đường này liên tục xuống dốc, những con dốc rất là dài. Và đây là con dốc xuống khá là sâu đây các bạn. Các bạn hết sức chú ý khi mình xuống dốc này nhé. Thực sự là rất dễ là quá tốc độ các bạn ạ. Mình đã từng đi và đã từng bị quá tốc độ ở đoạn này rồi á. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nhé.